học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp bộ nhận cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế luôn quyết tâm rèn luyện và phấn đấu để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Xứng danh con cháu Bác Hồ, quyết tâm rèn luyện đời đời sống tươi. Tiết mục xứng danh con cháu Bác Hồ cho cuộc tranh cử.